chồng như vậy các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo con dẹp con này. Con này thì nói chung là nếu mà tháo vào đầu thì hơi khó đấy. Các bạn phải dùng móc sẽ nở tới chỗ vít. Thì con này ở dưới này nó có hai cái lỗ. Nhưng mà các bạn phải tháo hai cái này ra trước. Hai cái này thì tốt nhất là các bạn nên dùng cái móc như này để móc thì nó sẽ đỡ gây ra sức mà tắt nôn. Nếu không dùng móc thì rất dễ sức mà tắt nôn. Móc này các bạn có thể chế được. Các bạn móc vào đây, cứ thẳng ra. Các bạn thấy tôi thao tác thế thôi nhưng mà tháo ra thì rất là khó đấy. Dễ dàng thế nào đây. Thế là những con thê này nó bị vỡ sẵn đây rồi. Những vỡ thứ hai thì chỉ khi phát hiện những cái này phải bảo khách trước. Nếu không thì xong rồi khách lại bắt đền mình rồi, tội. Nách nữa mà. Này chắc là lâu một tội đấy, tháo đây vỡ. À, trước là đánh vỡ rồi. Một ốc này ra trước. Tôi đã tháo được cái đầu xi đây. Cảm ơn các bạn đã xem video.